Gốc người em ở đâu? Em ở Long Hòa, em ở Vĩnh Hưng, Long Hòa. Ngay Long An này luôn? Dạ, huyện Vĩnh Hưng. À. Chồng em cũng đi Bắc. Anh ruột em thì bị tử hình với Long An. Con em nhà ba em nuôi mà. Nhưng mà lúc giờ em lên đây ba lên được có một lần nên không biết bên ngoài sao. Nhà khó khăn lúc em đi thì giúp em đi lúc em đi đền án thì mẹ em mất. Mẹ em vừa mất xong chưa đó bằng tận 49 ngày nữa là em đi. Vì còn ba thôi, ba nuôi. Ba nuôi tới ba đứa mà nuôi không nổi cho hai đứa rồi. Hai đứa con của anh em ở hàng bị tử hình đó. Mà cho bên dì em nuôi giùm hai đứa, còn con của em ba em giữ lại. Em có được gặp con không? Nhớ. Nhớ lắm mà vì sao? Bây giờ em cũng dám kêu ba em lên tại đường sáng thì không nói nữa. Ba em dẫn nhóc đi không được. Từ nhà em tới đây không bao xa lắm. Bao lâu? Từ nhà em lên đây 2 tiếng. 2 tiếng hả? Từ đó giờ em có gặp lại con lần nào chưa? Chưa lần nào luôn hả? Lúc đi giờ nữa hả? Trời ơi. Nhưng em chú em có gửi thư qua cho chồng em có gửi hình của con em lúc ở ngoài em đi thăm chồng em gửi hình vô, chồng em gửi hình qua cho em coi. Mẹ. Em có điện thoại về, ở đây cho điện thoại về, điện thoại về, ba nói là ba không có tiền. Không có tiền lên thăm ấy hả? Dạ. Nhà em ở đâu lận, có địa chỉ không? Dạ có, ấp Chiến Thắng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Ở chỗ ba em đang ở đó hả? Dạ. Rồi ông gì? Ngô Minh Quang. Bạn bè rồi anh em chị em sao? Người ta bị bắt hết. Còn em là không có xử xong luôn nữa hả? Em ở quê em buôn lậu nhiều lắm nên lúc đó khổ quá em cũng nhận em làm. Em làm xong rồi là em về em chưa có bầu. Xong rồi em về mấy tháng sau mới có bầu. Có bầu xong rồi BC trên thành phố mới xuống mời em lên đưa bằng chứng ra. Đưa hình ảnh của mấy người làm chung với em bị bắt cho em coi. Rồi lúc em nhìn thấy hết, người ta bị bắt hết. Người ta chỉ nói, người ta cũng nói hết luôn mà mình đi làm lúc đó. Gần đầu em nhận xong người ta cho em về sanh con. Sanh con xong 2 tuổi, con em 2 tuổi em mới đây á, em đi về đây. Ở đây mỗi tháng em được điện thoại về nhà 2 lần nhưng mà lần nào điện thoại cũng vậy. Điện thoại cũng ăn thua, để đi gặp. Đường nó ở nhà khổ của ba không có tiền giờ sao? Ba nói em ba lên tầm là lẽ ba đi không có tiền cho mình thì sao đi lên đây không có gì cho con hết. Con em nhà em sợ nó không có sữa uống sao vậy? Giờ ông ngoại bao nhiêu tuổi rồi? Ba em 60 rồi. Ở trên này mà cho dập dễ dàng gặp không? Đăng ký này. Ba lên là được gặp. Ba không có điều kiện đi lên gặp. Ba lên là bắt gặp được. Em cũng muốn gặp con em lắm. Em chỉ cần gặp con em thôi. Trong đây khó khăn cả nào cũng chịu được. Nó nhớ mặt em không? Nó quên. Hai tuần trước. Khó kìa. Em mong em được gặp con em thôi. Và gì cũng không cần. Để em có tinh thần cải tạo trong đây. Ok, vậy đi ha. Rồi, tới rồi, ông ngoại xuống đi. Ok, để ta ra, rồi. Oh yes. Ok, mình làm bất ngờ cho mẹ nha. Ok, đi ra đây. Không biết mình lên đâu, không biết con chở ông ngoại lên đây đâu. rồi tôi thấy cháu mặt sống có biết. Trước đây gia đình đâu có, gia đình cha mẹ cũng làm việc không, tôi trước cũng bộ đội, giờ cũng làm công tác rồi, cơ quan nhà nước. Nhưng mà đứa con anh với đứa con trước đây gần hồi lúc con đi á, nó còn hỏi sao này cũng vơi đi, nó không nhắc nữa. Hôm nay thì ở dưới Vân nó có thông tin, nó điện gọi về luôn, nó ba thằng con, mà việc là hoàn cảnh đi, đáng lẽ đi thăm thì phải có tiền hay gì cho con, nhưng mà không có. Ngoại đó cũng bị thần kinh đó, nuôi cháu ở đây dòm chừng ổng có bữa khi ổng bị thần kinh đó, 2-3 ngày ổng tắm cho cháu luôn á. Thấy hai cháu cũng cười thương lắm, ở sớm người ta thương á, tại người ta cũng lâu lâu gom tiền mua mì tôm, mua cháo miệng á, cho ông cháu cho gạo đồ này kia vậy đó. Ổng cũng có bệnh tâm thần đó, lâu lâu cái kiểu lại cho mình ổng lên cơn, ổng la mình, ổng bên đây ổng hét. Rồi qua ổng hỏi cậu sao kia, ổng thấy ổng lắc lắc cái đầu vậy là biết ông tâm thần rồi. Cô bệnh không có gì, cô cho nói vậy đó, cô khỏi đi chùa. Cô nói này cô cũng khá gì mà cô khỏe chút đó, cũng đỡ rồi, ổng bệnh không có làm gì được đó. Cái mì tôm, cái mấy thịt lên có bán mà được hình với cô thì ta cho từ thiện mới lãnh đi nè. Chắc là bất ngờ lắm. Một xíu nha. Nhưng mà ông ngoại phải trốn nha. Ông ngoại phải trốn bên chút xíu nha. Để con gặp riêng nó xong. Đó, cho nó hết hồn nha. Mở cửa ngoại vô ha. Nha. Ok. Sẽ ngoại trốn góc này đi mau lại nha. Hôm qua bất ngờ cho em đâu đi. Để con vô đây nhận. Tại sao anh quay trở lại không? Có đoán được không? Em không nghĩ anh quay lại với em. Vậy hả? Dạ. Mấy anh cán bộ này cũng có nói trường hợp cô bé này cũng rất là đáng thương. Thôi Hưng giúp được gì giúp. Chắc là phải qua Tết anh mới xuống thăm già ông, già em được. Ba già lớn tuổi vậy. Lớn cỡ nào? 60 tuổi, anh sinh năm 1958. Ông này cỡ ba em không? Xin cho mây che đổ phận người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi, một góc này chỉ biết dòng chơi, xin cho tôi yên phận này thôi. Anh đâu cần cái gì của em đâu. Anh đừng cho em vậy, em cũng không cần. Em cần con em là được rồi. Anh chỉ có thể làm được gì vậy cho em thôi. Cảm ơn Hưng nhiều lắm. Em vui không? Dạ vui. Nhớ con em lắm. Trong này có khăn cái nào cũng sống được. Gặp anh thì đơn giản, ôm con chơi với con đi nha. Với ba kìa. Mà đem này về thăm anh đi. Cũng đây con đó rồi. Chạy có cho con. Dạ. Chạy có cho con thùng mì không? Hôm qua Tết mình bán đi thăm. Bây giờ mình sắp xếp thăm anh đi. Mình có tiền không, lấy tiền không anh đi. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây âm thầm quên trôi, làm cơn mưa giăng lối nhỏ em về. Ok, nè, cái này tặng riêng cho ông ngoại. Của Hưng, của con, tặng riêng cho ông ngoại nha. Ông ngoại lo cho cháu rồi để dành lâu cái tiền xe, tiền đồ đấy đi thăm. Còn cái này cho tặng riêng em, ở trong này để em sinh hoạt nha. Cảm ơn. Cái này là, đó, để có duyên. Thật sự là nhờ cán bộ đó. Cái lời cảm ơn cao nhất là em phải cải tạo tốt thôi. Vậy đi nha. Cảm ơn anh. Rồi, thôi chúc em sức khỏe nha. Ok. Rồi, chào mọi người. Cảm ơn em nhé. Vậy là cuộc đoàn tụ của gia đình Phạm Nhân Cẩm Vân đã diễn ra rất xúc động tại trại giam Long Hòa. Hy vọng với sự góp sức nho nhỏ của Hưng, Vân sẽ vững niềm tin và tiếp tục cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Ở tập tiếp theo, hãy cùng Hưng đến với những câu chuyện đầy cảm xúc khác chỉ có trên kênh YouTube của Đàm Vĩnh Hưng.